cách nào để chúng ta có thể giới thiệu những nội dung ở trang này thành video cho trực quan để giảng dạy học sinh một cách tốt nhất. Các bạn cùng quan sát nhé. Trước hết, các bạn hãy truy cập vào trang calingai.com như trên màn hình của tôi đây. Và các bạn hãy đăng ký một tài khoản nhé. Thì ở đây tôi đã đăng ký một tài khoản rồi. Thì các bạn chỉ cần có Gmail thôi để chúng ta đăng ký được tài khoản và nhận 10 credits để chúng ta có thể tạo ra những cái video AI và email AI. Một cái video AI nhé, video AI. Thì ở đây tôi sẽ tạo ha, là text to video ha, text to video. Thì tôi sẽ tạo là hãy tạo cho tôi một video nha. Một đội có một đội đua thuyền trên một con sông. Rồi, ấn Generate. Rồi, các bạn đợi giây lát ha. Rồi thì cái video mà trên đây tự tạo thì cũng rất là nhanh các bạn ha, rất là nhanh. Rồi trong cái quá trình đợi AI tạo thì chúng ta có thể làm một việc tiếp theo nha, là Image to Video. Thì các bạn có thể tải cái hình ảnh nó lên nha, tải hình ảnh nó lên. Thì ở đây thí dụ mình có cái hình ảnh này nè, hình ảnh đây nè, đây. Tôi sẽ tải cái hình ảnh, tôi cáp cái hình ảnh này lên ha. Rồi tôi sẽ biến cái hình ảnh này thành một cái video để các bạn quan sát cho trực quan hơn. Rồi tôi sẽ drop, tôi sẽ tải cái hình ảnh nó lên. Đây, tôi sẽ tải cái hình ảnh thuyền nó lên. Đây, hình ảnh thuyền này của chúng ta. Và tôi sẽ nhập cho nó một nội dung. Hãy tạo các nhân vật và thuyền chuyển động, di chuyển trên sông. Rồi chúng ta ấn generate. Rồi thì cái phần mà tạo từ cái hình ảnh này nè thành video mà chúng ta up lên á, thì cái thời gian chúng ta nó khá là lâu, không? Thì các bạn có thể uống vài ly cà phê, không? Vài ly ha. Đó thì chúng ta có thể có một cái video như mong muốn của mình. Thì ở đây, rồi sau khi mà chúng ta chờ đợi xong, thì chúng ta cùng quan sát, chúng ta sẽ có một số tác phẩm. Ở tác phẩm đầu tiên là chúng ta sẽ tạo một cái video, không? Là do AI tự tạo, là có một đội đua thuyền trên một con sông. Đây các bạn ha. Và cái video thứ hai là tôi sẽ tạo từ cái hình ảnh ở trong sách giáo khoa toán 8 Chân trời sáng tạo tập 1 ở cái chương số 1 này nè, biến thành một cái video như trên đây. Đây, các bạn thấy hấp dẫn không nào? Như vậy sau khi có được cái video này rồi, chúng ta sẽ tiến hành tải nó vậy. Tải nó vậy ha. Tôi sẽ tải cái video này về. Rồi, bây giờ đến cái phần nội dung ha, nội dung của phần trang đầu nha, nội dung trang đầu. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái nội dung cần giới thiệu đến học sinh. Đây, phần ô thứ nhất và ô thứ hai. Thì tôi sẽ lấy hai cái nội dung này ha. Lấy hai nội dung này tôi sẽ chuyển từ văn bản thành giọng nói, các bạn cùng quan sát. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chuyển đổi ha, cái đoạn văn bản này nè thành gọi là giọng nói. Ta ấn copy. Chúng ta sẽ vào trang là VB nha. VB.vn đó. VB. Đây. Chuyển văn bản thành giọng nói ha. AI. Rồi, chúng ta tiến hành vào luôn ha. Bây giờ tôi sẽ chọn một cái giọng đi.
thì tôi sẽ là chọn giọng nam, thì các bạn nam hay nữ thì tùy ý các bạn thôi. Giờ tôi sẽ chọn giọng Hà Nội nha. Hà Nội. Và tôi dán cái đoạn văn bản này vô đây. Dán đoạn văn bản vô. Và tôi sẽ tiến hành chuyển văn bản đó. Chuyển văn bản. Và sau khi hoàn thành rồi thì chúng ta hãy tiến hành nghe thử cái đoạn văn bản này nhé. Trong chương này, các em sẽ học về đơn thức và đa thức nhiều biến. Kế tiếp chúng ta sẽ tìm hiểu 7 hàng đa thức đáng nhớ và sau cùng là học về phân thức đại số. Một đội đua tham dự cuộc đua thuyền trên một khúc sông dài 4 km. Lúc xuôi dòng thì đội đua có tốc độ trung bình là 10 km/h, còn khi ngược dòng thì tốc độ chậm hơn 1 km/h. Thời gian đội đua đi ngược dòng là 4 phần 10 1 giờ. Biểu thức 4 phần 10 1 được gọi là phân thức đại số. À, như vậy nó đang đọc chúng ta bị lỗi ở khúc này, x mà đọc bằng 10 đúng không? Như vậy chúng ta phải chỉnh lại tí xíu ha. Chỉnh lại ha. Bây giờ chúng ta sẽ chỉnh lại ha. Nó ghi rõ ràng luôn, tại vì con AI này có khi đôi lúc nó sẽ đọc không được ha. À, mình ghi đây là x luôn ha. X nè. Rồi. Chỉnh lại luôn đi, đây đi. À, đây là x ha, mình ghi x luôn. À, x km. Rồi. Cái này là x ghi x luôn ha. X trừ 1 luôn. Đó. Ghi x trừ 1 luôn. Mình ghi x trừ 1 luôn ha. Đó. Để cho con AI đọc cho nó rõ. Rồi, bây giờ mình dán vô mình cho chạy lại ha. Tại vì đôi khi công thức toán học của mình đọc không được ha. Còn đối với một số bộ môn diễn đạt bằng lời thì học rất là dễ dàng. Chỉ văn bản ha. Rồi bây giờ thành công rồi các bạn, chúng ta ăn lại thử. Trong chương này, các em sẽ học về đơn thức và đa thức nhiều biến. Kế tiếp chúng ta sẽ tìm hiểu 7 hàng đa thức đáng nhớ và sau cùng là học về phân thức đại số. Một đội đua tham dự cuộc đua thuyền trên một khúc sông dài 4 km. Lúc xuôi dòng thì đội đua có tốc độ trung bình là x km/h, còn khi ngược dòng thì tốc độ chậm hơn 1 km/h. Thời gian đội đua đi ngược dòng là 4 phần x trừ 1 giờ. Biểu thức 4 phần x trừ 1 được gọi là phân thức đại số. Và tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng phần mềm là Camtasia để chúng ta edit cái video hồi nãy nha các bạn. Chúng ta sẽ tiến hành edit cái video này cho lẹ các bạn ha. Thì ở khúc này tôi sẽ chèn vô một vài cái hiệu ứng của cái trang sách vô như vậy nè, nhá. Rồi tiếp theo thì cái video này nó hơi ngắn so với đoạn âm thanh, nhá. Thì tôi sẽ kéo dài cái đoạn video này ra, chọn visual effect, visual effect ha, kéo xuống, tôi kéo dài đoạn video này, kéo dài này. Ok. Rồi như vậy chúng ta đã hoàn thành xong một đoạn video các bạn ha. Và chúng ta có thể nghe thử ha. Trong chương này, các em sẽ học về đơn thức và đa thức nhiều biến. Kế tiếp chúng ta sẽ tìm hiểu 7 hàng đa thức đáng nhớ và sau cùng là học về phân thức đại số. Một đội đua tham dự cuộc đua thuyền trên một khúc sông dài 4 km. Lúc xuôi dòng thì đội đua có tốc độ trung bình là x km/h, còn khi ngược dòng thì tốc độ chậm hơn 1 km/h. Thời gian đội đua đi ngược dòng là 4 phần x-1 giờ. Biểu thức 4 phần x-1 được gọi là phân thức đại số. Rồi ok, đó là những cái nội dung mà ông ta dùng AI kết hợp với Camtasia để tạo ra một cái video mở đầu cho một cái chương học. Hy vọng rằng video này rất bổ ích đối với các bạn. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh, like và chia sẻ để hợp toán YouTube và TikTok lan tỏa video này đến bạn bè mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.